Hello, chào cả nhà nha, một buổi sáng vui vẻ nha. Bây giờ mọi người cũng đã nghỉ ngơi ở cà phê Dõng xong rồi. Hôm nay buổi sáng của em ở đây là sẽ ăn sáng nha cả nhà. Đó, trước mặt con là có một cái cào FX nhỏ nhỏ màu đỏ nha cả nhà. Đó, đây, đó. Lúc đi nhóm sẽ đi xếp qua đông về cào đỏ này là FX nha cả nhà. Đó, giờ mọi người cũng đang ăn sáng nha cả nhà ơi. Đó, hôm nay ăn ở quán bánh canh Hoàng Kiều, mì quán bánh canh chả bún riêu, quán này cũng khá là đông nha cả nhà. Đó, giờ mọi người đang tập trung ăn sáng nè, hôm nay cũng có Vĩnh, Thúy Hằng, Danh Đình, Chế Dũng nè, anh Vinh, chị Phượng nè, Tài Sới nè, với Tuấn Nguyễn, anh Dậu nè cả nhà ơi. Đó, giờ mọi người đang ăn xong đó, bắt đầu đó là giờ mới có 6 giờ, ăn xong bắt đầu mọi người sẽ ra kiếm quán cà phê nào gần chỗ tàu chạy rồi xong rồi ngồi đó uống cà phê một tí xong rồi mới đi nha cả nhà. Tới giờ lên tàu. Đó, anh Tuấn Nguyễn đồ cũng ăn xong hết rồi. Nói chung này nãy còn cũng ăn anh em ném thấy cũng được nha cả nhà. Đó giờ còn sẽ cập nhật tình hình cho mọi người xem mỗi lúc mọi nơi nha. Có một dòng buổi sáng Phan Thiết nha cả nhà. Đó, đây là đường bờ kè Phạm Văn Đồng. Bây giờ ăn xong rồi mọi người giải tán nha, bắt đầu qua bên bờ kè đứng nha cả nhà. Đó, anh Cứ Nguyễn với Thí Hằng một cặp về sinh đó, hai người chết rồi. Còn anh Cứ Nguyễn kính cho Thí Hằng đi xuống dưới luôn nha cả nhà. Đến đâu anh? Đó, sau khi ăn xong rồi qua đây đứng ngắm không gió thiếu nha. Ờ, tao biết mày không đi qua bên đảo, tao đi xe ngoài rồi. Chủ quá chữ luôn. Bởi ngủ được. Nằm xe ở ngoài. Làm gì anh chửi em? Tao cũng mày đi chơi cho mày đi chơi, mày tự nhiên mày đi qua đây cái mày để xem mày ở bên đây. Tí về không chả có sao không nổi. Nổi không? Đó, tao sắp xếp cho mày với cái hàng đó đang ngủ với nhau. Trời ơi, đây trợ lý với chủ tịch mà mình tài xế không tàu sao mình vô được. Tự lo kén bữa đi, chủ tịch cho. Trời ơi, giờ này có khách đâu mà em đứng không biết nữa em chịu. Trợ lý tật đó. Có khách đâu mà em đứng em chịu. Cho anh cứ dở lên má. Cái này tài xế. Đó, giờ cả nhà bắt đầu lên xe nha để ra chỗ cào nha. Tới cào Super Đông rồi nha cả nhà ơi. Đó, cào trước mặt là cào nhóm em đi nha cả nhà, Phú Quý 1 nha. Đó, còn bên đây là cào Chân Chắc, có thể người ta gọi là cào Express nha. Đó, cào màu đỏ này Express là lớn hơn. Đó, đi rồi đi Super Đông về Express nha cả nhà. Đó, giờ nhóm em bắt đầu cải đồ xuống nha, cải đồ để đi lên cào. Em thích nhỏ được không? Giờ vô cổng nha cả nhà. Đó, trước mặt là cổng nha, ai cũng có đồ để xách nha cả nhà ơi. Đây giấy nè. Giữ lại nha Quỳnh, giữ ta đưa lại giữ vé nha Quỳnh. Nói Quỳnh mất vé là coi về tốn tiền nữa đó. Ai ra cái cho môi chân. Cái lòng của Dũng ơi. Đi cào đầu anh. Chúng thấy ai đang bị lơ. Sáng đi trời. Trời ơi, đi Dũng ôm em, Quỳnh nó nhìn hoài với mọi người. Quỳnh ơi, chỗ là Quỳnh ơi. Quỳnh qua đây ngồi Quỳnh. Quỳnh đó đi má ơi. Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ nha. Mọi người có một kỳ nghỉ thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân.
này đi nghỉ mát không anh? Rồi sống giờ chắc thôi, sống quýnh thì văng lè lên luôn. Anh Tính hả? Anh ghen anh Tính. Tính kiến anh có cần không? Tính kiến anh có cần không? Đưa cái kiến nó đeo đi. Kiến nó có má hồng được chút chả. Ừ, nhưng mà kiến này có má hồng nó má. Ghét nó má. Đàn ông trai gì mà dạch má hồng với đàn bà. Đúng rồi. Tính không thương em. Có tạo không cài nha cả nhà ơi. Đó, bây giờ nhóm ra ngoài đầu mũi cầu nha. Đó, lên con cầu nha. Trời ơi. Đã lắm nha cái nhà cái con cầu. Trời ơi. Con cầu này chạy cũng rất là nhanh nha. Ờ, ý à ơi. Máy của Tinh Tí hoài. Ờ, ngớ ra chi đẹp à. Sớm sinh quý tử luôn nha. Đó, anh Thư Nguyễn giờ nay chủ tịch là chụp hình cho con Thư Ký. Mặt đầm nha, trời ơi. Ok rồi Thư Nguyễn ơi. Bây giờ những nhân vật này chụp hình nha, mới chụp hình xong nha cả nhà.
đó nguyên một cấp đại diện nhóm luôn nha. Đó ngoài này gió rất là ồn. Đó với Dũng cậu kiểu này chụp hình ha. Quậy quá chứ quậy luôn nha, nhóm đi đi đâu mà quậy cái đó chút nhẹ nha cả nhà.